Chào bên em mến kênh một CV đến hàng là lên ha. Hôm nay thì cuối tuần lên với em một cái góc xem đổ treo với nè, đẹp với nè, nhưng coi nè, nuôi lâu nha, cứng luôn, đổ treo nè, để đậm nè, bây về nha, nó ép cái chậu đến nỗi mà nó ép cái xe mà dính luôn ha anh em ha. Cái này là mình chơi giật không nha quý nè, mình giật xương không nha, giật từng khúc xem trái nha quý nè, trái mình mới giật tre, bấm lé lặt lé ra nè quý nè. Mới bấm tỉa canh á, nay quay quý nhân xin nên nghĩ sợ alo số điện thoại Zalo 0932411987 với em ha. Lò mà có mấy cây đổ treo đẹp với em, hàng nuôi thêm này làm tay chi sân bay luôn, anh em yêu cầu nhảy sợ alo ha, số điện thoại Zalo 0932411987 với em là duyên nha, thuần luôn, thành luôn, phẩm không em ha. Nứt những cái nhánh non rất là nhiều, bấm biết bao nhiêu lần nào, u biếu luôn, bắt đầu lên nu luôn, về đen luôn. Xem trái, hàng đợi đầu với em, em nhu cầu giao lưu alo ha. Đổ treo nha, hàng này nuôi rất là lâu lớn á. Nên mình là nhu cầu nhảy sợ tức phòng đổ treo, liên hệ với Bonsai VN, số điện thoại Zalo 0932411987 với em. Cảm ơn quý em rất nhiều nha.